sao đang ngồi chơi mà nó cứ ngồi nó móc hoài vậy ta? Tôi... móc mũi. Không phải, hốc nách. Móc nách một tí. Nó đó. Tao thấy ủa sao bạn này nhìn thấy nó cứ ô về quá. Nói chung là hơi bị ô về. Hơi bị ô về đúng không? Hôn nhau thì bạn này vẫn bạn về vẫn kể. À không, mà trong phim mà con cái miệng mùi hành quá trời chịu nổi thôi quá. Muốn xỉu, muốn xỉu. Rồi khi nào có chuyện đó em? Rồi khi nào có chuyện đó em? Bây giờ không hay khó? À. Bây giờ không hay khó? Bây giờ em chắc chắn cho anh là khó hay không đi nào từ. Mạnh mẽ lên. Nó thật là mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nó thật là mạnh mẽ lên. Không. Không. Thấy chưa? Nhẹ vui. Thấy tụi em thấy rực rỡ mùa xuân rồi đó. Tại vì tụi em rất là thích màu sắc. Cơ duyên nào mà hai bạn quen nhau? Tụi em tình cờ thấy nhau và bắt đầu là cuộc nói chuyện giữa những người bạn. À, nhắn tin với ai trước vậy em? Cũng vô tình thôi, là cũng nhờ đó lúc là em thay một cái avatar. Bạn này thì cũng vào cũng khen là ồ sao avatar dễ thương quá vậy. Xã giao mà nói chuyện qua lại các kiểu thôi. Sau vài bữa thì bạn này không nói chuyện nữa. Cũng là cái hôm đó thì do công việc của em thì nó cũng rảnh rỗi á, rảnh rỗi xin ông nổi á, nên là em lướt lại thấy được lại bạn này lần nữa. Thế là em vô em cứ cà cưa rồi em nhắn tin. Em ậu ơ với dầu mà. Đúng rồi. Cái gương mà để tìm bạn của em á, tức là cái gương mặt nó có cảm tình và hơi tròn tròn bút bút, cái avatar của bạn này cũng giống cái gu của mình. Thế là bắt đầu cuộc nói chuyện. Giờ hai bạn nói chuyện bao nhiêu lâu thì mình quyết định gặp nhau ngoài đời? Nói chung là nhanh gọn lẹ. Tụi em nói chuyện nhau khoảng 2-3 ngày. Khi mà tụi em nói chuyện với nhau á, đâu đó tụi em có thể hiểu được và cảm nhận được rằng là à, cái người này có thể là hợp với cái những cái suy nghĩ của mình và có những cái tương đồng, nhất là về cuộc sống, về tình cảm. Và sau 2-3 ngày đó thì tụi em quyết định là sẽ đi gặp nhau để nói chuyện. Nói chuyện thôi hả? Thì là nói chuyện. Cái lần đầu gặp á, thì cũng chưa xác định gọi là quen, nó kiểu giống như là bạn bè đi gặp bình thường thôi. Chui vô trong cái quán cơm chay ăn chay. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Quán chay mà em nói chui làm cho anh tưởng vào đâu không á? Tưởng chưa vô quán cà phê. Tại vì đó là buổi trưa rất là nắng luôn, gần một cái chỗ rồi đó, vừa chú vào. Bật ấn tượng đầu tiên khi em nhìn là sao thấy ủa sao bạn này nhìn thấy nó cứ ô về quá, kiểu như là chùm mà chùm kín mít nguyên một con luôn. Cái nắng Sài Gòn này thì người ta chùm là đúng rồi em nha. Nói chung là hơi bị ô về. Hơi bị ô về đúng không? Trong cái quán ăn chay nhưng mà vẫn đeo bao tay. Em mình quán thứ nhất người ta tưởng là ninja. Dạ. Yeah. Thứ hai là tưởng trốn nợ. Nhưng biết đâu mà bịch như vậy mà là ấn tượng. Ở bên ngoài là nắng, dù có máy hiên rồi mà bạn ngồi bạn đeo bao tay, đeo mắt kiến, áo khoác vẫn mà khi cởi. Mình vào rồi thì mình phải cởi bao tay ra. Ủa, chứ. Ủa là em vào em vẫn dính với cái bộ giáp đấy luôn hả em? Dạ tại em quen. Là em ngồi em cầm đũa em ăn em cũng đeo bao tay hả? Đeo bao tay hơi ngon. Ôi về đó. Dạ. Thực ra là thói quen thôi. Em đi đi đâu cũng che. Nhưng mà lần sau ví dụ như là có rủ đi quán nước hay là này nọ là bạn có đeo tiếp không em? À, cái lần thứ hai mà khi gặp á là lần đó là em ghé bên Vạn Hạnh Môn xem phim buổi tối. Là còn đeo không? Không, em biết cái mùi rồi đó là em dặn trước. Em ơi chỉ mình đơn giản thôi, áo thun mang dép rồi quần sọt đơn giản thôi là được. Ủa em, nhưng mà em đi với người khác á là buổi tối á là em cũng có đeo không? Dạ không. Ok. Em chỉ có đeo bao tay tập gym trong phòng gym thôi. Ok, hợp lý. Nụ hôn đầu tiên. Chị hỏi ngang xương luôn. Nụ đầu tiên của em ở đâu? Cái kỷ niệm khó quên. Trước khi mà có cái nụ hôn đầu tiên thì tụi em đi ăn. Tụi em ăn cái món mì udon của Nhật Bản á. Thì bạn này ghét nhất là ghét ăn hành. Thì em đâu có biết đâu. Em ăn tô mì em bỏ một đống hành lá vô. Ăn xong mình đi coi phim rồi hôn nhau. Thì bạn này bạn về bạn kể. À không, mà trong phim mà con cái miệng mùi hành quá trời chịu nổi thôi quá. Muốn xỉu, muốn xỉu. Lần sau em ăn bún đậu mắm tôm á cho nó đỡ hành. Cái món này bọn này thích mày à, không ăn được món tôm. Còn lần đầu mình làm chuyện ấy cái gì mà nhanh vậy chị ơi? Thì bây giờ nụ hôn đầu tiên xong thích là tới cái kia chớ đúng không? Là bọn em xem phim xong bọn em đi đâu? Thì bọn em đi xem phim đi đâu đã? Đang xem phim xong cách cũng tầm khoảng 11-12 giờ, mà ba ngày hôm sau thì cả hai đều phải làm sáng là về đúng không? Đúng rồi, nên là về. Rồi khi nào có chuyện đó em? Rồi khi nào có chuyện đó em? Thì chắc là cái ngày cuối tuần mình đi xem phim.
xem phim xong rồi thì cũng uống cà phê rồi chơi game, rồi xong đó về nhà thì mọi thứ nó đến theo về nhà ai à? Dạ nhà em. Là em ở một mình hả? Dạ em ở với mẹ và anh ruột của em. Khi mà mẹ thấy dẫn bạn về mẹ có nói gì không? Em hay dẫn bạn bè về chơi, có cả cái nam cái nữ luôn, cũng hay dẫn về chơi nên mẹ không nghĩ gì. Nhưng mà sao đêm đó là chắc là suôn sẻ hả? Dạ mọi thứ đều suôn sẻ. Lúc mà em mới quen bạn này là công việc cũ, trùng hợp một cái là cái cô bạn này ở là gần sát cái chỗ em làm luôn, cái cách tầm khoảng 5 phút chạy xe thôi, nên là nhà bạn này thành cái chỗ chú cho em luôn. Em làm ở quận 4 mà nhà em ở quận 6, trong khi bạn này ở quận 7 là sát bên. Dịu ha. Vô tình nhập được bí kíp á. Dịu dàng sắc xuân. Có cái kỷ niệm đáng nhớ nào không? Đậm sâu nhất là cái Annie vừa rồi. Bạn đó là có một cái buổi ăn với lại một người dì. Em nghĩ là ăn bình thường với người dì sẵn ra mắt luôn. Thì em cũng mặc đồ bình thường, rồi em cũng sửa soạn quần áo cho bạn. Đồ bình thường là cỡ này không em? Dạ không, nó nhu mì hơn, nó đỏ lòm. Thì bạn dẫn em một cái nhà hàng. Trời sao nhà hàng gì sông nước, miền Tây sông nước quá. Không lẽ giờ gì vô ăn bánh tráng, chấm rau luộc, rồi thịt luộc, rồi các kiểu. Xong rồi các bạn kéo qua, chỉ là có cái nhà hàng Tây chuyên là set up cho các cặp đôi nhà hẹn hò. Thì em thấy tại cũng có nam nữ người ta hẹn hò ăn tối rất là lãng mạn. Xong rồi bạn đưa em vô thì em mới hết hồn, em thấy cái bàn được set up hết. Có chữ em anniversary rồi một năm. Rồi hình ảnh rất là quen thuộc, tại vì em với bạn hay chụp chung. Đó cũng là cái ngày đầu tiên mà bạn cho nhẫn kèm. À, là trao nhẫn luôn hả? Đến lúc mà đặt ngồi xuống á, thì kiểu như là bạn này hơi rưng rưng và bị đứng hình mất 5 giây. À, bất ngờ. Dạ đúng rồi. Hạnh phúc chứ. Rồi khi mà Tùng dành tặng em một bữa tiệc như vậy thì em có dành tặng Tùng gì nhân dịp một năm quen nhau không? Em cũng có chuẩn bị trước đó một tháng, nhưng mà em không có tặng đúng ngày. Đúng một tháng sau để em mới tặng cho bạn ấy cái món quà. Cách đó 3 năm em có thu một cái bài hát. Em suy nghĩ là bài hát này chỉ dành cho một người đặc biệt với mình thôi. Em thu thành một cái bộ video clip của bộ phim nhỏ, lồng cái nhạc đó vô, cũng như là em để những cái hình mà hai đứa từng selfie, những tấm hình chụp chung với nhau. Nhưng mà cái thời gian mà bọn em quen nhau á là có vướng vào cái đợt bùng dịch đúng không? Dạ có. Thì bọn em đã trải qua cái đợt dịch đấy như thế nào? Cũng là một cái câu chuyện nó nhiều cảm xúc, cũng buồn, buồn nhiều hơn là vui. Em nhớ là cái thời gian thành phố mà ngăn cách là 4 tháng, tụi em thì hoàn toàn liên lạc với nhau bằng Facebook, bằng nhắn tin. Trong cái tháng đó Tùng mất đi hai người thân là ông bà nội. Không biết cái hoàn cảnh nó giống nhau hay không mà, tại vì lúc mà em nghe tin của Tùng báo thì em ngồi em thẫn người ra. Tại vì trong thời gian đó thì cậu em cũng mất. Rồi sau đó một tháng thì tới mẹ em. Tất cả những cái thứ mà em cần phải làm nó chỉ vỏn vẹn trong cái ngôi nhà đó thôi. Không có ra ngoài được, không có làm gì được hết. Anh không biết là cái việc mà mình mất đi nhiều người thân mà một cách đột ngột như thế mà mình không thể làm gì, cũng không thể tổ chức, cũng không thể làm bất cứ điều gì á. Cái cảm giác đấy anh nghĩ nó phải khủng khiếp lắm á. Hai đứa thì cũng chỉ biết là nhắn tin rồi động viên chia sẻ với nhau để cùng nhau vượt qua. Thì mỗi khi làm cái gì đều nhắn tin cho nhau. Bây giờ mình tâm sự riêng đi nha. Bằng Tùng đi cho Tùng. Đã come out với gia đình của mình chưa? Hiện tại thì chưa. Chưa? Dạ. Chưa mà em dám quyết định lên chương trình này. Sau một khoảng thời gian thì suy nghĩ các kiểu rồi cũng này kia. Thì sau khi công việc em nó ổn một tí, nghĩ là thôi kệ, cứ thử trải nghiệm một lần thôi như thế nào. Em phát hiện ra giới tính của mình từ lâu chưa? Ngay từ lúc mà còn nhỏ em cũng hay chơi với con gái. Cũng hay bị chọc ghẹo này kia đồ các thứ. Trước đó là phải tầm khoảng năm lớp 9 đó, là em nó có sự mông lung á. Nó sẽ bập bên giữa hai thứ. Và mình cảm giác là mình chưa có đủ được kiến thức, với là chưa có đủ cái sự hiểu biết, sự nhận biết á. Và đến năm lớp 11 thì kiểu giống như là thích con, mà gọi là thích mà quen có phải là quen, mà kiểu như gọi là quen với phong trào á. Kiểu như là những cái đứa bạn trên mạng xung quanh mình nó có bồ, có bạn gái các kiểu này kia đồ. Thì cũng trùng hợp là đi học tiếng Anh, học thêm các thứ rồi cũng quen được bạn nữ đó. Quen thì cũng quen được một tháng xong rồi chia tay. Em chia tay các bạn nữ đó là vào tầm khoảng gần cuối năm lớp 11. Cái thời điểm mà Zalo mà nó còn có tính năng là mình tìm kiếm quanh đây á. Cũng nằm một mình, cũng rảnh rồi cũng ngồi dò với quét ra được các bạn đó. Sau rồi nói chuyện qua lại các thứ, thử quen con trai coi nó như thế nào. Việc sau thì nó cũng có sự đồng cảm hơn. Rồi nó cũng không có mất mát cái gì hết. Hay là em bước một chân vô, nhưng mà em vẫn còn sự đề phòng. Quen được một thời gian cũng ngắn thôi. Tại vì thời điểm đó thì em vẫn còn đi học lớp 12. Rồi cái lần sau lại đưa đại nữa, em lại quen tiếp một cái bạn nữa, đó là bạn cũng là bạn nam luôn.
lúc đó thì em vẫn còn có nghĩ em là kiểu như là bisexual. Anh hiểu. Thời điểm đó em cũng chả biết là nằm trên công hay là thụ hay là gì hết các thứ này, cũng chỉ quen thôi, quen là quen thôi đúng không? Đúng rồi, không biết trùng hợp như thế nào thì ngay cái thời điểm đó thì em lại nằm trên và em gặp những bạn sau thì đa số là nằm dưới. Và bây giờ luôn thì nghĩ là em làm top luôn. Chứ em không còn phải là bisexual hay là làm tốt. Cái đấy nó phụ thuộc vào sở thích của mình á, vào cái điều mà mình muốn thôi. Khi mà em tham gia chương trình này thì ví dụ như là em come out với gia đình trước, nó sẽ chỉ diễn ra trong gia đình của em thôi. Hoặc là em muốn tham gia chương trình mà em hỏi gia đình trước á, thì gia đình sẽ chuẩn bị tinh thần để đối diện với người ngoài hay là với họ hàng. Có giờ em lên em tham gia như thế thì tất cả mọi người đều sẽ biết và mọi người đều sẽ hướng về gia đình của em. Ví dụ bố mẹ em chẳng hạn, thì anh không biết là em sẽ giúp cho gia đình em đối diện với điều này như thế nào, đồng thời em phải đối diện với gia đình em trực tiếp như thế nào. Em nghĩ là chắc ở nhà em thì cũng biết em như vậy rồi. Mẹ em rõ nhất, mẹ em biết. Đợt Tết cuối năm vừa rồi là thì tụi em cứ đi Đà Nẵng. Thời điểm đó thì cũng ngồi buổi tối rồi ngồi ăn quán lẩu các thứ này kia đồ, thì có con video cho mẹ. Thì lúc đó mẹ đang ở ngoài cũng giỡn này kia đồ là đang đi ăn với lại con dâu nè các thứ đồ. Rồi xong đút cái mặt vô rồi bể luôn. Là lúc đấy là em vẫn muốn mẹ nghĩ là con gái, là đi với con gái đúng không? Tại vì em với mẹ em hay giỡn với nhau, cứ chặn chọc kẹo qua lại, giỡn thôi. Ai nghe đút cái mặt vô xong rồi cái bể luôn. Xong mẹ có nói gì không? Nếu mà gặp riêng hai mẹ con để nói chuyện thì chưa. Nhưng mà thời điểm đó thì em thấy mẹ cảm giác như là mẹ vẫn vui vẻ, vẫn cười các thứ này kia đồ. Rồi sau cái bữa hôm đó thì những hôm sau thì đa số thì em qua nhà bạn này là nhiều. Sau đó để có con video rồi nói chuyện các thứ này kia đồ thì anh nghĩ là mẹ cũng biết đang chờ một dịp để gặp riêng là nói chuyện luôn, thẳng thắn luôn. Ok, thế tốt. Rồi trong những cái mối tình mà lên xuống của mình á, thì cái mối tình nào là đáng nhớ nhất của em? Đáng nhớ nhất á là cái mối tình thứ hai giữa cái bạn mà em tìm Zalo, là cái bạn mà dẫn dắt em vào con đường bisexual ngay từ đầu không luôn á. Cái bạn này thì em cũng quen vào khoảng cuối năm lớp 12, ngay thời điểm em thi, chuẩn bị thi đại học. Đùng cái thì nhà em cũng có miếng có các thứ này kia đồ. Thời điểm đó thì em cũng hơi suy sụp. Gặp các bạn này, trùng hợp là sinh năm 90, quen cũng được 6 tháng. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì em học ở bạn này rất là nhiều. Thời điểm đó thì em 17-18 tuổi, là cái thời điểm gọi là trẻ trâu. Em rất là dễ bị tác động ở trường xung quanh. Mà cái bạn này á thì bạn cứng hơn, bạn có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì bạn này mới quyết định á là đi xuất khẩu lao động. Buổi tối đó thì là hai đứa gặp buổi cuối, xong rồi đạp cái xe đạp tự chạy từ quận 6 lên quận 10. Dạng như là biết là không có giữ lại được. Tại vì dù sao thì người ta vẫn lớn tuổi hơn, người ta vẫn phải có công việc. Sáng ngày hôm sau là thì bạn đó bay, mà cũng bẵng đi một thời gian thì chỉ là nói chuyện qua Facebook thôi, với Zalo thôi. Nó cứ bị nhạt dần á. Bẵng đi một thời gian thì mất tích luôn. Là bạn đã mất tích với em hả? Dạ. Rồi em buồn nhiều không? Nói thật ra thì trước đó thì em cũng có làm bạn đó buồn. Tại vì thời điểm đó thì cái tính của em phải gọi sao ta? Lăng nhăng. Không có thích nghi được với cái vấn đề mà người yêu của mình mà ở xa quá. Thì trước đó bạn đó đi, bạn có cũng có nói là thí dụ mà có quen một người nào khác cứ nhắn cho bạn đó. Thì bạn đó ok, không vấn đề gì hết. Nhưng mà em thì dạng như là cứ giấu quen ngoài lường một bạn khác. Là em cũng sợ mất bạn này đúng không? Đúng rồi, vừa sợ cô đơn mà vừa muốn có cả luôn tình cảm luôn. Hơi tham lam một tí. Thì bạn đi một thời gian thì bạn này cũng không phải là chưa gọi là mất tích đâu. Thì bạn này vẫn về Việt Nam rồi vẫn. Cái lần mà cuối cùng là hai đứa em đi chơi chung với nhau là đi Vũng Tàu. Sau cái đợt đó thì bạn đó lấy lý do là sắp bay ngược trở về lại Macau để đi làm. Tại vì bạn đó làm ở bên casino Macau. Thì bạn đó lấy lý do là bạn muốn đi chơi với bạn bè. Cái thời điểm mà bạn đó đi với bạn bè á là mất tích luôn. Nhắn tin vẫn không trả lời hoặc là chặn hẳn tin nhắn của em luôn. Tầm khoảng một năm mấy sau, đột nhiên bạn này lại xuất hiện. Rồi em có thái độ với bạn đó không? Lúc đó thì em đang chuẩn bị vô làm. Khi mà gặp qua thì bạn kỳ cũng cười cười với em. Nhưng mà không hiểu tại sao nha. Lúc thời điểm đó em nhìn em gặp lại bạn này, em lại tức hơn, em lại giận nhiều hơn. Là cũng từ hôm đó thì bạn này mất tích luôn đến hiện tại bây giờ. Và cái lần mà gặp lại gần nhất là cách đây tầm khoảng hơn nửa năm trên một cái app xã hội. Mới biết được đã về Việt Nam rồi và mở quán là tự làm chủ riêng rồi. Và bạn này on top luôn. Nói chuyện qua lại cũng được vài ngày rồi lại biến mất nữa. Đến hiện tại bây giờ mất tích luôn. Và cái thời điểm mà em vừa mới ổn định được cuộc sống của em với công việc xung quanh thì nó lại xuất hiện, là làm cho nó bị rối lên. Sau đó là biến mất. Nếu em đã biết như vậy rồi thì sau này em đừng có giữ liên lạc với bạn ấy để làm gì nữa. Không, thế hiện tại bây giờ thì em ngắt luôn. Cool.
Em kể về câu chuyện tôi thương của em đi. Hồi nhỏ thì vẫn chưa biết mình thuộc giới tính thứ ba. Em vẫn có cảm xúc với lại cả nam và cả nữ. Đến cái thời điểm mà em học lớp 9, em nhớ là Tết, thì lúc đó là em có quen một cái anh cũng là cái người yêu đầu tiên của em luôn. Kể từ thời điểm đó thì em bắt đầu em có cảm xúc nhiều hơn với lại cái người cùng giới với mình. Thì mẹ em cũng biết rồi á, nhưng mà mẹ chưa chắc chắn, và mẹ vẫn có cái niềm tin là em vẫn sẽ có bạn gái, vẫn sẽ cưới vợ sinh con. Đến cái thời điểm năm 2017 á, thì mẹ biết, và lúc đó thì em cũng không có thể nào giấu mẹ được nữa. Hai mẹ con mới ngồi tâm sự và em cũng công khai luôn, con chỉ có cảm xúc với người cùng giới, con trai, cũng xin mẹ chấp nhận cho con. Rồi sau đó thì hai mẹ con mới ôm nhau khóc. Em đã kêu ăn với gia đình em chưa? Hiện tại thì em sống với ông anh trai, ông cũng ngầm hiểu, bên họ hàng thì không có nói gì nhiều. Trên Facebook của em thì em có ép một số người thân, họ thấy được cái hình ảnh của em chụp với lại cái người yêu của em, họ cũng tự hiểu là em đã công khai như thế nào. Gia đình em có ai ủng hộ em? Mẹ thì mẹ chấp nhận em. Những lúc mà em dẫn mẹ em đi chơi, đi ăn, đi xem phim thì mẹ thường xoa đầu và mẹ nhìn em với cánh mắt rất là thương con. Như vậy rồi thì bây giờ ai sẽ là ở với con tới già? Mẹ thương con quá, bây giờ mẹ không thể nào phản đối cái việc này được, vì nếu như mà con lấy vợ, con cũng sẽ làm khổ hạnh phúc của người con gái. Mẹ chỉ biết ngậm ngùi, mẹ ủng hộ thôi. Rồi sau này em tâm sự với mẹ thì em nói là mẹ ơi, con có thể nào cưới cái người con thương được hay không? Con có thể nào cưới cái người con thương được hay không? Mẹ em thì một mực phản đối, mẹ không thể nào chấp nhận việc hai chú rể mình trong một cái ngày cưới như vậy. Đó thì em nghe xong thì em cũng im im rồi, em cũng không có đề cập tới nữa. Chuyện tình nào đáng nhớ nhất của em? Chuyện tình đáng nhớ nhất của em chắc là cái chuyện tình hiện tại. Em quen Tùng á, thì tất cả những cái mà em kỹ năng em có được, những cái mà quan điểm về cuộc sống, quan điểm về cách xây dựng hạnh phúc, tất cả những cái kỷ niệm mà em nhớ nhất á, có lẽ là đối với bạn Tùng. Còn những người trước á, vẫn có người em thương thật lòng, vẫn có người em yêu thật lòng, nhưng mà cái cách mà họ trao cái tình yêu cho em cảm thấy là nó thật sự chưa có đầy đủ. Tất cả những cái kỷ niệm mà em nhớ nhất á, có lẽ là đối với bạn Tùng. Cũng như thường lệ của chương trình Come Out thì là từ nãy giờ là tụi em đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc rồi. Bây giờ tụi em khai xấu thật xấu nhau đi nha. Khai đi tụi em. Anh cho đi. Nè, chương trình bắt tụi chị thôi chứ tụi chị cũng muốn hỏi nữa. Không, em muốn. Không, em muốn. À, giờ anh Tân muốn chuyện không? Muốn. Nghe vui. Rồi bây giờ mình khai đi. Em có sao khai dậy đi. Em sợ tối nay. Tối nay bắt quá thì ngủ ở dưới đất. Một hai đêm mà em làm sao đi. Đâu? Kệ đó. Kệ nhiều quá, tối nay cho nhịn cơm. Anh khỏe. Cái nết thì hơi nóng tính, với lại khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không kiểm soát được cảm xúc của mình. Khó cho nó nhẹ tí, tối em được ăn cơm. Nhát, nhát. Trời ơi, nhát. Bây giờ em chắc chắn cho anh là khó hay không đi nào Tùng? Mình lúc này là mình trải lòng, mình nói thật để cho người bạn mình biết những cái gì mình cần nên sửa. Bây giờ không hay khó? Bây giờ không hay khó? Bây giờ em chắc chắn cho anh là khó hay không đi nào Tùng? Mạnh mẽ lên. Nói thật lòng. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nói thật lòng. Mạnh mẽ lên. Không. Không. Thấy chưa? Tại sao mà khó được ha? Không, không có ngày. Mất khó. Không, chị hài lòng. Tiếp. Cho những cái ví dụ cụ thể, tại vì có những người đang xem cái tính cách của họ cũng như thế. Người ta rút kinh nghiệm. Và người ta có thể rút kinh nghiệm từ những cái ví dụ đó. Đang rất là vui vẻ như thế này thôi, hoặc là em, hoặc là kể cả bạn bè của bạn này, hoặc là người thân gia đình gì đó chẳng hạn đi. Mà chỉ cần đụng vào một điểm gì đó mà nhỏ thôi, tới cái bên trong thôi, là bắt đầu nổi sưng lên liền. Bắt đầu là cái đầu là cái cơ mặt, với lại cả mắt là bắt đầu nhếch lên, là cái mở miệng là không kiềm chế. Là không, tay 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 không. Là gian động đó. Và các bạn này thì cái miệng đi trước. Là gian động đúng không? Rồi xong. Rồi. Còn cái tiếp theo á thì có thói quen. Mà thói quen là ngay cái từ mà hôm đầu gặp á đã có rồi. Em cứ nghĩ là giỡn giỡn thôi. Ai về nó là sẽ thích luôn. Móc mũi. True. Móc mũi. True. Móc mũi. Không phải. Hôm đầu mà còn làm cái gì quá hơn móc mũi được nữa ta? Có móc cái gì em? À không, ý là làm gì á? Cứ nói luôn đi. Ừ, nói luôn đi nè. Đánh bơm, chuyên nghiệp luôn. Em cứ đang nằm vậy nè, hoặc là em đang ngủ, hoặc là sáng em đang chùm mền, sơ tiện nó đang nằm mà đứng lên nó bỏ, nó chạy ra ngoài cửa, rồi kia cái mùi là hiểu rồi đó. Anh cũng có nha. Từ từ mình kể sau. Đánh bơm thì chị nghĩ ra cái đó là làm sao vui. Ai cũng vậy mà. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình làm người ta xong mình chạy đâu chị. Cái này là cố tình. Cái trời cho chị. Không có giống như là anh thương em thì anh phải thương luôn cả cái mùi đó của em. Không có đâu nha. Không có cái suy nghĩ là nghĩa là vợ chồng rồi, cái vấn đề đó không cần. Không cần lắm chị ơi. Ý mình đang nói vấn đề vậy nè. Nên mình né bớt cái vấn đề đi. Cái thứ hai thì hốt nách
móc nách được nó đó là móc nách em, em bạn móc nách đẹp. Cháu mới kiểm tra nhiều khi là coi cái nách có thơm hay không, kiểu vậy đó rồi hửi. Mấy bữa đầu thì đi làm xong thì cũng ra quán sinh tố nó ép rồi ngồi. Cái tí ủa sao đang ngồi chơi mà nó cứ ngồi nó móc hoài vậy ta, là cứ nghĩ là nó giỡn giỡn nó kẹo thôi. Cưng hay là móc nó này bạn ngồi bạn móc em ta móc em nghĩ là cứ ngồi nó chọc lét nó giỡn giỡn thôi, là kiểu cho xong cái lúc mà chọt xong rồi đưa lên hửi. Mà mấy lần đầu thì em không để ý, những lần sau thì em mới thấy. Xong rồi thêm mấy cái nữa xong rồi đưa qua cho em, hỏi em thơm không? Là ngồi ngoài quán đó nè em. Ngồi ngoài quán. Nhưng mà kỹ dạng như là ngồi cũng sợ người ta thấy hay sao, cũng kín đáo. Mấy đang ngồi chơi game mà đi ngồi sát em là thì cái tay khoanh khoanh lại vậy nè, đưa ngón tay này qua chọt chọt như nè, là hiểu rồi đó. Sau này thành cái thành sau này biết là có sự thích. Cho em đi, tới phiên em đi. Khai. Bình thường anh cũng ngồi thả những trái bom bùm gì đó. Tuy là nó không có tiếng nhưng mà nó cực kỳ nặng mùi. Cái nào không có tiếng mới nguy hiểm với em. Đúng rồi. Không biết chạy đường nào đâu. Tại vì em thì em không có giấu, thì tính em tức là hào sảng và chân thật, có cái gì xa xôi ra vậy. Nên là thường là cái tiếng bom nó có tiếng động lớn lắm nhưng mà cái không có mùi. Còn ảnh thì ảnh là không có tiếng nhưng mà đầy mùi. Em em sợ mấy cái em á lắm. Em là nghe nè, cũng quá em. Đậm sâu luôn đó chị. Còn gì nữa không? Còn một cái tật xấu của ảnh á, ảnh rất là kiểm soát rất là chặt. Tại vì ảnh xác định là khi mà ảnh đã yêu một người thì cái người đó phải thuộc quyền sở hữu. Cái đó không phải là tật xấu. Trong tình yêu phải kiểm soát. Nếu như mình muốn thoải mái thì mình sống một mình. Trong tất cả các mối quan hệ, cả lúc mình đi bạn đi làm, bạn phải đúng giờ đúng giấc. Đừng nói chi là quan hệ của người yêu với nhau, phải có sự kiểm soát. Quan chị ạ, nhưng mà vấn đề là bạn nói là rất là chặt. Thì chặt, anh, chặt sao? Thì anh muốn biết là chặt đến mức nào? Chặt sao? Có nghĩa là bình thường thì khi mà nhắn tin thì mình có thể từ từ mình trả lời. Đó, mình bận xong việc mình trả lời. Anh canh tới từng giây luôn. Chừng một vài phút sau mà không trả lời là anh nhắn tin là không chịu trả lời. Làm cái việc gì đó, làm một cái chuyện gì đó mà không thèm ưu tiên tôi lên hàng đầu để nhắn tin cho tôi, trả lời cho tôi gì đó. Kiểu kiểu là như vậy. Là có bạn này nhắn tin cho em chưa kịp trả lời. Dạ. Là bạn này thắc mắc lý do. Dạ. Cái người ta đợi chờ đó, người ta rất là nóng lòng. Cái tin nhắn gửi đi mà không hồi âm, cái người mình thương nữa. Cái đó không phải là quản lý chặt chẽ. Bản thân chị mà gửi đi 5 phút mà người ta không trả lời cho thu hồi tin nhắn đó. Mình càng thương, mình càng muốn, mình càng nóng lòng. Giống như em đi ra đường một nửa tiếng hồ. Yeah. Em cảm thấy bình thường, những người ngồi ở nhà người ta chờ em, người ta cảm thấy rất lâu. Đó là cảm giác chung, mặt bằng chung cơ. Nha, không có gì hết đó, bình thường. Còn gì nữa mà? Cái nữa là ảnh thì ảnh kén ăn. Tại lúc đầu là mới quen thì chỉ biết là ảnh không thích hành thôi. Không thích cái gì có mùi như tỏi, hành là không thích. Sau này ảnh lại không thích ăn cái này cái nọ cái kia. Mỗi khi em làm là em phải suy nghĩ, phải làm sẵn một phần riêng. Rồi thậm chí là thí dụ đồ ăn mà có hành á là em phải lấy ra trước cho ảnh rồi để cho ảnh ăn. Cái đó là sở thích của mọi người. Mình thương thì mình chiều cho thấy cái chuyện cũng bình thường. Mỗi người đều có một sở thích. Thí dụ em thích ăn phở, bạn này thích ăn bún riêu. Em thích ăn bánh canh, bạn này thích ăn cháo lòng. Không thể nào bắt người ta chăng ăn giống mình. Thì ví dụ mình thương nha thì mình hiểu người yêu mình không thích ăn hành, bỏ hành ra thôi, cái chuyện đó chỉ để bình thường mà. Đôi khi anh thấy như vậy là người ta hỏi là ăn đi ăn cái đấy có chết không, anh thấy câu đấy không đúng. Có nghĩa là ăn vô không chết nhưng mà mình ăn vào mình thấy không ngon, mình không ăn được thì cứ bắt mình ăn sao được. Theo cá nhân anh thấy nó không phải là tính xấu, nó thuộc về sở thích riêng. Với lại tất cả mọi người á, không ai hoàn hảo hết, bản thân mình cũng vậy. Người ta nói là thương nhau trái ấu cũng tròn, mà không thương thì trái bò hòn nó cũng méo. Yêu nhau chín bỏ làm 10, lá trầu quấn quýt lá cao, làm sao cho đỏ bỏ nhau thì làm. Dạ. Yeah. Dạ em hiểu. Anh muốn hỏi về dự định tương lai của bọn em chứ. Dự định trong tương lai. Hai bọn em, anh thấy là hai bọn em có một cái xác định rất là kỹ càng trong mối quan hệ này. Khi mà em quen Tùng á, em đã xác định cho mình là phải có một cái gì đó nó thay đổi cái cuộc sống của mình, và cũng như mình thay đổi về cái cách nhìn nhận của mình. Thứ nhất là phải cùng chí hướng với em. Ừ. Và có cùng cái suy nghĩ là tôi sẽ hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, và cũng như là đạt được những cái mình đề ra. Đầu tiên gần nhất là phải kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống mình nó sẽ đỡ vất vả, đỡ cực nhọc hơn. Hai đứa sẽ có định là du lịch và cùng xây một cái tổ ấm, một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh để hai đứa ở. Ừ. Cũng để chia sẻ mọi cái khó khăn trong cuộc sống và cũng như những cái gì mà hai đứa chưa vượt qua được thì sẽ cố gắng vượt qua. Riêng bản thân em thì em muốn là em với Tùng sẽ có một cái đám cưới nhỏ nhỏ trên bãi biển. Hai em có muốn nói gì với nhau? Là mình muốn thay đổi, đối phương thay đổi cái gì để cuộc sống của mình nó viên mãn hơn, nó vui vẻ hạnh phúc hơn. Nhưng mà trước ha, anh đi trước thì cái sự nóng của mình á, có thể là mình thẳng thắn đôi khi rất là tốt, nhưng mà trong các mối quan hệ xung quanh, nhất là công việc, cái sự nóng tính mà không kiểm soát được như vậy á, nó lại ảnh hưởng xấu đến xung quanh thì nó không tốt cho mình, bản thân của mình. Đi làm công việc này kia các thứ thì đa số đều sẽ đeo một cái mặt nạ,
nên là em nghĩ là có em ở đó thì em sẽ thắng bạn lại được, anh sẽ thắng em lại được. Nhưng mà không có những lúc mà không có anh á, mình làm gì làm mình phải nghĩ đến cái hậu quả trước. Làm cái công việc đó ở thời điểm hiện tại, và dù nó có xảy ra như thế nào, tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Tôi biết là nó sẽ như thế này, thế này rồi. Nên tôi cũng không có việc gì mà phải cuốn lên hay phải quán lên hết. Là cứ bình tĩnh mà giải quyết thôi. Là em muốn bạn bớt nóng tính lại. Dạ. Hoặc kiềm chế được cái cơn giận của mình. Còn em? Riêng mà cái em muốn nói là em thật sự cảm ơn cuộc đời, em cảm ơn mọi thứ. Em cảm ơn đã cho em một dịp thanh tùng đến trong cuộc đời của em. Điều mà lớn nhất em nhận ra được là Tùng có sự bao dung, có sự tha thứ và chở che em. Mình sẽ không tính đến chuyện là tôi đi được bao nhiêu ngày, chúng ta được đi được bao nhiêu ngày, bao nhiêu lâu, mà chúng ta hãy đi đến khi nào có thể chúng ta đi được với nhau. Thật sự ra thì nghe tụi em chia sẻ tụi chị rất là xúc động. Chúc hai em được nhiều sức khỏe và thành công trong những dự án của mình, và cũng như là thực hiện được ước mơ của mình. Chúc hai em được nhiều may mắn. Đó, rồi khi mà em thấy là em biết là mình thích xác người định cùng giới với mình, lúc đó em mới quay lại, em mới tìm anh Danh. Tìm hiểu mất 3-4 năm đó, chắc là phải tìm hiểu được sâu lắm. Thì trong quãng thời gian đấy em đã tìm hiểu những gì? Ý là em cũng có quen một bạn cùng giới với em. Thì em mới thấy là thì mình có cảm xúc với lại những người cùng giới với mình hơn là những người mà khác giới. Thì lúc đó là em mới nhận thức được là em cần gì và em muốn gì. Crush một người, nhưng mà để tìm hiểu xem mình có thích người đó không thì mình lại đi quen một người khác. Có tàn nhẫn với bản thân không em? Yeah. Lúc đấy là em quen bạn kia là em có cảm thấy em thật sự có cảm xúc với bạn đó nhiều? Em cũng có cảm xúc anh. Dạ, lúc đó là em học cấp 3 rồi. Nhưng mà lý do nhá, anh hỏi là tại sao em muốn tìm hiểu bản thân em mà lúc đấy em đang thích Danh nữa, thì tại sao em không thử tiến tới với Danh mà em lại đi tiến tới với một người con trai khác? Dạ, tại vì nếu mà lúc đó em nghĩ á, lúc đó em nghĩ là nếu mà lỡ như mà em nói ra thì anh Danh lại không thích em nữa. Lúc còn đó, em chắc chắn là bạn kia có thích em. Dạ, yeah. Người ta thích em nên là em thử tìm hiểu với người ta. Rồi trong khoảng thời gian mà Tân quen người khác thì Danh có tìm hiểu anh? Thực ra thì trước thời đó thì kiểu Danh cũng có quen mấy bạn nữ. Mấy bạn nữ là như là cũng quen lúc đi học, rồi cũng quen lúc chơi game nọ này kia. Nên là mình cũng không có nghĩ là mình sẽ quen một bạn nam. Mà lúc còn nhỏ thì kiểu mình vẫn thấy cái xu hướng là mình cũng có cái kiểu thích bạn nam nhiều. Nhưng mà cái thời điểm đó thì mình vẫn có tình cảm đối với bạn nữ. Nên là lúc mà cái thời điểm mà Tân tiếp xúc gần với Danh nhiều, thời điểm thì nhỏ thì kiểu Danh cũng hơi kiểu không thích. Lúc nào bạn tiến tới là mình cũng kiểu đẩy bạn ra hết. Nên là chắc chắn là nếu mà thời điểm đó mà bạn có tỏ tình hay gì hết thì chắc chắn là Danh sẽ không đồng ý, và nhiều khi còn ghét bạn nữa. Tại vì có một thời điểm là kiểu không có thích nhau, là cứ thấy kiểu thằng này cứ đi theo tò theo mình, rồi mình sợ nhiều khi cái thời điểm đó người nhà hay là cứ thấy là cứ sao có thằng này cứ theo tò hoài. Xong rồi lúc đó thì kiểu kiểu mà hơi xa cách chút xíu, thì thời điểm đó là Tân không có qua chơi với lại bên xóm Danh nữa. Đó là một khoảng thời gian đó là coi như là không đi lại gì luôn đó. Rồi còn lại thì trong thời gian không có quen Tân nữa thì kiểu Danh chỉ tập trung vô là công việc, kiểu là mình muốn học cái này hoặc là mình muốn làm cái kia thôi. Nên là đến thời điểm mà khi quen Tân rồi thì cũng là bạn là người đầu tiên luôn. Nên là Tân Danh cũng chưa có trải nghiệm hay là chưa có thời gian trải nghiệm. Rồi Danh có quen với các bạn nữ rồi ha, thì cái mức độ quen biết của mình là tới mức nào? Chẳng hạn như là chở bạn nữ đi học, rồi nhiều khi còn đánh lộn với bạn nữ nữa. Đánh lộn vì cái bạn nữ đó. Đánh nhau á. Kiểu thích bạn đó, xong rồi bạn đó cũng có người thích, xong rồi bắt đầu cái hai thằng hẹn nhau ra quán net, xong rồi cái đánh nhau y xèo đó luôn. Đó, nên là nói chung là cũng nhiều cái niềm vui. Rồi có nắm tay hay là mình tự hôn? Có hôn. Có hôn. Có đông tay có hôn. Cái cảm giác của mình dành như là nó có ước và nói chung là thời điểm mà quen hay như quen cái bạn đó là kiểu mà thực sự thấy thích bạn đó luôn á,
thì bạn đó sau này vô tình mới biết là bạn đó học cấp 1 chung với Tân. Sau này đứng liền nhau xong rồi cái mở cái hình mà chụp hình tiểu học á thì thấy ủa em người yêu cũ anh nè. Thì biết là bạn đó cũng là học chung với Tân luôn. Đó. Rồi cái quãng thời gian mà mình quen với bạn nữ thì cái cảm xúc mình cũng có mà. Đúng. Tại sao sau đó mình lại chuyển sang quen với một con trai? Thì giống như Danh nói là Danh cũng chưa có suy nghĩ là sẽ quen một con trai. Thì đến cái thời điểm mà khi mà gặp lại Tân á, là một khoảng thời gian là Tân không có liên lạc gì hết. Rồi đến khi mà Tân quay lại là cái ngày hôm đó là Danh nhớ là Tân có hẹn Danh ra ra nhà. Xong rồi tự nhiên đi qua thấy bạn tự nhiên lâu không gặp, tự nhiên bắt đầu bạn cao lên. Kiểu rất là cao luôn. Xong đó nó ủa sao lâu không gặp mà mày cao dữ vậy. Rồi bạn nói là hỏi qua đây làm gì. Xong cái bạn nói là mới đem KFC còn dư miếng gà đem qua cho em ăn. Và xong cái thời điểm đó thì bắt đầu là hai đứa mới có sự kết nối lại qua Yahoo á. Rồi chat với nhau, rồi mỗi lần mà chẳng hạn như là trong nhóm bạn em chơi trường nó có tổ chức ca nhạc hay gì đó thì em có rủ Tân đi luôn. Là bắt đầu là kết nối là giữa em với Tân với lại thêm một bạn nữ nữa là bạn thân nữa. Là bạn thân của em luôn. Đó là cái bạn đó là cái bạn mà hỏi nói với em á là nói với em là Tân thích mày. Bạn từ hồi xưa đúng không? Dạ đúng rồi. Là vẫn là cô gái đó. Đúng rồi. Bây giờ cô gái đó có tình yêu cho em. Cô gái đó hiện tại đây là chủ nhà bán trà sữa của hai đứa luôn. Vấn đề là có người yêu chưa? Có chồng với lại có con luôn rồi. Ổn nha. Đúng rồi. Rồi sau khi mà mình nối lại á, thì khi mà Tân là người liên lạc lại với Giang, thì khi mà em nhận được cái sự liên lạc đó em có ngạc nhiên không? Tại vì cả... sau mấy năm trời mình cắt liên lạc. Tại vì em cứ nghĩ là tại vì lúc đó không có gọi là đậm sâu hay là có tình cảm gì nhiều hết. Nên là chỉ nghĩ một người bạn thôi. Tại vì khi gặp lại Tân thì thấy Tân giống như là có một cái gì đó, một cái sự tích cực á. Nên là em muốn là Tân sẽ là người bạn chơi với em tiếp theo. Kiểu như mình thấy được cái năng lượng của bạn là đi học rồi thay đổi bản thân rất là nhiều. Tại vì giống như em nói với anh là lúc em gặp Tân là bạn rất là mập luôn. Lúc mà thời điểm cuối cùng gặp lại là bạn chắc phải rất là mập mà mặt thì rất là nhiều mụn nữa. Đó thì sau khi quen nhau thì mới biết là trong cái thời gian không gặp em thì Tân phải giảm cân thay đổi. Tới khi mà đi chơi với nhau là đúng 9 giờ đồng hồ thức báo lên là không được ăn tối. Wow. Là lúc đó là em cứ ngủ mày ăn đi cho ăn chút xíu không có mập đâu. Là không ăn là nhất quyết không ăn. Vẫn giữ lập trường nó đi giảm cân. Vậy là khi mà người ta đẹp lên rồi mới bắt đầu đúng không? Bắt đầu quan tâm lúc đó cũng chưa nữa. Chưa luôn. Lúc đó cũng chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi. Thì có một cái thời gian là giống như là Danh đi làm, em đi làm xong rồi cái Tân hay nhắn tin hỏi là muốn ăn gì không. Xong cái mình chỉ giả bộ nói là đang đói bụng, muốn ăn bánh mì. Là chút xíu khoảng 50 phút sau rồi đó là thấy bạn chạy tới chỗ làm luôn. Là kêu rồi mày xuống đi, tao tới là đưa bánh mì tới nè. Rồi nhiều khi là bị bệnh. Xong cái lúc đó cũng 12, 1 giờ khuya rồi. Nghe bị bệnh xong cũng chạy qua là mua thuốc luôn. Mua thuốc xong rồi tại nhà ở trong hẻm là bị khóa cửa đó. Nên là luồn vô thuốc gì đó. Nên là thấy kiểu bạn hay qua nhà chơi. Bắt đầu bạn hay quan tâm tới gia đình. Rồi anh chị em trong nhà vậy đó. Thì bắt đầu mình mới thấy là sao kiểu như là bạn này dễ thương rồi tốt vì kia. Biết quan tâm mấy người xung quanh của mình. Kiểu đó mình mới để ý chút xíu thôi, chứ cũng chưa gọi là thích nữa. Rồi đến khi nào thì Danh mới bắt đầu có cảm tình với Tân? Nếu mà nói về cảm tình thì có một thời gian là Danh có về Cần Thơ, giống như là sống một thời gian dưới với lại nhà của chú. Thì bạn ngày nào cũng nhắn tin hết. Rồi đến khi mà Danh trở lại Sài Gòn á, thì tự nhiên Danh với một bạn nữ đó muốn tạo bất ngờ cho bạn này. Là hôm nay Danh đi về lại Sài Gòn rồi. Thì tự nhiên hẹn bạn này qua chơi. Xong rồi cái Danh mới xuất hiện ra. Xong rồi tự nhiên đứng nhìn Danh khóc. Khóc rất là nhiều luôn. Kiểu mà khóc nức nở luôn. Kiểu như là không tin là Danh quay lại vậy á. Rồi lúc đó là mình cũng thấy cũng có hơi chút tình cảm xíu. Rồi vẫn đi chơi bình thường. Thì cái ngày hôm đó là như trời mưa. Xong rồi tự nhiên đang chạy xe bình thường. Tự nhiên thấy bạn
chồm lên ôm mình. Nó lạnh quá, sau khi lúc đó phải xạ là cầm cái tay giật ra, mày làm như vậy. Xong rồi kiểu bạn cũng bị ngạc nhiên á. Rồi mình cũng lúc đó mình cũng hơi bị khớp khớp. Xong rồi về bắt đầu mới suy nghĩ lại, sâu chuỗi lại. Rồi có cái thời điểm mà gọi là cao trào nhất á, là tại vì thường là Danh sẽ hay qua gước. Trời nhớ cả bị cứu ra ngoài cái không có nhớ luôn. Dạ. Thì em tên là Trọng Nghĩa. À, em sinh năm 1991. 1991. Dạ, còn đây là vợ em. Dạ, em tên là Dương Hải ạ, sinh năm 1991 luôn. Nghề nghiệp của em hiện tại là nhân viên kinh doanh. Còn Nghĩa? Dạ, em hiện tại là kinh doanh online tại nhà. Với lại cũng có nhận một số sự kiện, chương trình MC, làm MC với lại đi đám cưới. Dùm máy. Dạ. Rồi mọi người nói to lên một tí nhé. Dạ. Bọn mình quen nhau lâu chưa ta? À, dạ, tụi em nếu mà tính đến hôm nay thì cũng hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Dạ. Cơ duyên nào mà Nghĩa với Khải gặp nhau? À, chắc là cho Hải nói đi. À, là cũng Hải. Cơ duyên nào mà Nghĩa với Hải gặp nhau? Cho bạn Hải nói. Dạ. À, dạ thì cũng là quen trên Facebook của anh. À, thì lúc đó em thấy trên Facebook là anh Nghĩa có đăng cái lúc mà đi làm về á, trời mưa bị giọt trong cái phòng á, em có lên bình luận. Anh nói là trời mưa giọt về mà không chuẩn bị mà để dọn dẹp mà cứ lên quay lên Facebook mà nó này nó kia đó. Kiểu như là em dọc nước à. Lúc đó thì em đang ở trên cái tầng 3. Xong rồi em có thuê một cái căn phòng á. Thì lúc mà mưa đầu mùa nữa, thành ra là gió rất là nhiều. Rồi xong rồi cái mưa nó tạt vào căn phòng. Xong rồi em đi làm về là lúc đó cũng 9-10 giờ tối rồi, mà nước ngập đầy phòng luôn. Thế là em quay lấy điện thoại, em quay, em chia sẻ trên mạng Facebook. Kiểu giống như là em nói là trời mưa, tự nhiên cái mưa ướt phòng hết rồi mình không có chỗ ngủ gì đó, mình than phiền trên Facebook vậy đó. Rồi sau đấy ngủ ở đâu nè? Sau đấy thì em dọn dẹp rồi ngủ thôi. Nhưng mà đặc biệt cái là khi mà mình đăng lên á, có rất là nhiều người ta vô bình luận và chủ yếu là nó cười thôi, hoặc là người ta thả tim này nọ cho qua lo thôi. Nhưng mà chỉ có một cái bình luận của Hải là để lại bình luận là sao không còn dẹp, dọn dẹp đi, mở đó còn dọc nước. Thì mình cảm thấy có một cái người đó lo lắng cho mình, tại mình cũng đang cô đơn, mình đang FA mà mình đang cô đơn đó, thành ra là mình mới nhảy vào mình nhắn tin cho Hải. Chưa có lo, người ta qua người ta dọn giúp chứ. Bình luận một cái có 5 giây à, sau đấy Hải có qua dọn giúp không nè? Dạ không anh, em cứ bình luận xong cái là em nghỉ luôn, em không có bình luận nữa. Nhưng mà khi mà Nghĩa nhắn tin cho em có trả lời không? À, anh Nghĩa có nhắn tin buổi tối đó, em có đọc tin nhắn nhưng mà em không có trả lời tin nhắn. Chúc cha. Dạ. Giống như kiểu như là hai đứa đã từng kết bạn Facebook nhưng mà mình không biết là kết bạn từ khi nào. Ừ. Cái lúc mà Nghĩa đăng cái bài đó lên á, lúc đó là đang cô đơn, là chia tay người yêu cũ rồi. Thành ra là mình cũng đang tìm kiếm một cái đối tượng mới. Nhưng mà mình không biết tìm ai, mình cứ đi làm rồi mình đi về thôi. Mình cũng kiểu như thất vọng trong tình yêu á, mình không có tin là tình yêu nữa. Đó, thành ra là khi mà mình nhận được cái bình luận của bà Hải á, thì mình cảm thấy giống như là có cái luồng điện vậy đó. Nó kích thích mình. Mình muốn chắc là mình phải tìm hiểu bạn này. Đó, thế là mình vào trong trang cá nhân, mình tìm hiểu, mình xem hết tất cả cái trang cá nhân luôn, xem cách đó mấy năm luôn. Mình thấy bạn này cái trang rất là sạch, giống như là không có đăng những cái gì mà nội dung không có tốt á. Thành ra là mình nhắn tin, nhưng mà rất tiếc một điều đó chính là không trả lời. Nhắn tin hai chào anh, không trả lời. Có bị hụt hẫng không em? À, mình cũng cảm giác giống như là chắc là người ta chê mình xấu, người ta thấy mình không phù hợp cho nên người ta không trả lời. Nhưng mà sau 24 tiếng sau thì Hải trả lời. Có chê người ta không hả? Dạ không anh, lúc đó là nhìn trong Facebook là em đã thích rồi, nhưng mà tại vì không có trả lời liền là mất giá liền anh. Trời ơi, rồi tầm này còn giá hẹn gì em thôi. Kiểu là làm giá đó anh, làm giá. Cái sau em mới nhắn tin thì cái sau đó anh Nghĩa mới bắt đầu là nhắn tin hỏi thăm rồi dưới công việc cái tuổi này sao đó, hai người mới là tâm sự với nhau. Không, lúc đó là chưa dám hỏi tuổi luôn anh. Không dám hỏi tuổi tại vì sợ hỏi tuổi là người ta nói mình mất lịch sự á.
cái mình đâu dám hỏi tuổi, mình cứ nhìn trên cái avatar trên Facebook thì mình thấy đeo mắt kính này kia nọ, rồi thấy da hơi đen thì mình nghĩ là ừ chắc cũng lớn tuổi hơn mình, thì lúc đó là xưng anh, nhắn với Hải là xưng anh, kêu bằng anh Hải không à. Rồi Hải thấy Nghĩa xưng anh xong có hơi hẫm một cái tí xíu. Dạ có anh, nhưng mà xưng anh em xưng anh lại luôn anh. Rồi cuối cùng là người nào chủ động xưng em với người kia trước, em đúng không? À, khi mà thấy khi thì sau cái thời gian tìm hiểu trên Facebook á, là hai đứa quyết định là sẽ gặp mặt nhau. Bao nhiêu lâu? Chắc khoảng 2 tuần. Dạ, tìm hiểu rồi nói chuyện này kia thấy cũng hợp ý á, thì mới là gặp nhau. Sau 2 tuần đó thì khi mà gặp á, khi mà gặp nhau thì hai đứa rất là đặc ấn tượng, kiểu giống như là cứ nghĩ là Hải nhờ một người nào khác đến gặp mình thôi, tại vì cái hình ở trên Facebook và cái hình thật sự ngoài hoàn toàn khác nhau, kiểu giống như ở là ngoài tươi hơn. Dạ, đúng rồi, ngoài tươi hơn, ngon hơn. Ở trên hình thì hơi già, kiểu giống như mình cứ nghĩ là ừ chắc thuê một người nào đó là thử lòng mình thôi. À, kiểu gì đó mình cứ nghĩ gì đó, rồi mình nhìn cái mình cứ cười hoài, kiểu như mình nói ủa sao trên hình già mà ở ngoài sao trẻ vậy ta, chắc không phải người đó đâu, mình nói trong bụng gì đó. Tại vì em đăng hình là em không có chỉnh áp, em để đen luôn á. Kiểu như là chụp ngược sáng, đi biển xong cái tấm đó là đi biển, rồi chụp ngược sáng á, thành ra nó bị tối, nó bị đen, rồi thêm đeo mắt kính nữa, rồi gió thì tóc bay bù xù. Thành ra là mình nhìn là mình nghĩ là một người rất là lớn tuổi rồi, chứ không có chỉnh chu về cái bề ngoài của mình. Đó, thì xưng anh không à, tới chừng gặp cái lúc đó thì chỉnh chu rồi, chải tóc rồi gọn gàng, ăn mặn cũng chỉnh chu rồi. Lúc đó mình cười hoài, mình ngồi nhìn cười suốt luôn, cười tới quán đóng cửa luôn. Người rồi. Ta có ra hỏi có chuyện gì xảy ra mà cười hoài không? Rồi, nhưng mà vấn đề là ấn tượng đầu tiên của Nghĩa với Hải là Mlem rồi đó. Và đúng rồi, ấn tượng của em với Nghĩa lúc đầu anh thấy hồi lập vừa gặp lại là gung rồi đó anh, tên là tại vì thấy lúc đó là tướng sáu múi đàng hoàng đẹp lắm anh. Người ủa hồi họp có mặc đồ mà em biết sao tướng lực có anh đẹp hơn bây giờ nữa. Dạ. Tại lúc đó đang FA mà, cho nên mình lúc nào cũng phải chỉnh chu, mình tập gym các thứ. À, còn bây giờ thì sau thời gian huấn luyện là còn được một múi. Được rồi. Nhưng mà vấn đề là sau đấy thì bọn em uống cà phê, đi cà phê. Rồi sau đấy bọn mình đi về nhà hả? Dạ đúng rồi. Ai về nhà nấy? Dạ. Sao rồi ai về nhà nấy? Lúc đó là 10 giờ là em nói là khuya rồi, em kêu là thôi anh về đi trễ rồi, mới không về đường khuya nguy hiểm. Mà không chịu về, anh ngồi tới 11 giờ mấy mới chịu về. Kiểu như mình lưu luyến, mình muốn coi có một cơ hội nào khác không? Rồi muốn coi có đi đâu không nữa. Xôi thiệt. Nhưng mà tiếc cái là Hải nín thinh nè. Thôi xong cái mình đi về. Người ta giữ giá từ lúc còn nhắn tin cơ. Em không đợi cái gì. Thì đó, ngồi tới 11 giờ quán đóng cửa luôn. Xong đi về thì kiểu như trong lòng mình xao xuyến. Giống như là mình cảm giác là chắc là mình đã tìm được đối tượng rồi. Nó có một cái cảm giác mà mình biết là chắc chắn là mình sẽ yêu người này. Thế là khi mà về nhà thì nhà của Nghĩa thì cách chỗ uống cà phê khoảng hai mấy cây lận. Khoảng hai mấy sao cây gì mà xa quá. Tại vì lúc đó là chia tay rồi cho nên là về nhà ở. Đó. Là ở nhà, bữa đó là về quê. À. Ở quê, dạ. Còn ở trên đây là cái phòng trọ thôi. Lâu lâu mình mới ở một lần. Đó, xong rồi cái mình về nhà đó thì mình tạo cái cảm giác gọi là an toàn ngay từ lúc đầu á, là mình chụp một tấm ảnh là nói là anh về tới nhà rồi nha. Là có nghĩa là tự anh đi vào gông rồi đó em khỏi cần. Đúng rồi, mình tạo cảm giác an toàn cho Hải. Quên anh đi, an toàn lắm. Đúng rồi. Cái chiêu đấy bây giờ còn hiệu quả quá ha. Rồi còn khi mà về á thì mình có lưu luyến Nghĩa như vậy không? Dạ có, anh về là đêm đó là tới khoảng 2 giờ mấy 3 giờ mới ngủ được. Tại vì lên Facebook cũng gà lại mấy cái cũ đó, coi là có đăng gì không, coi có để người yêu hay là chụp hình chung không, em coi lại. Nếu mà có là xóa phải không? Em, nhưng mà sau bao nhiêu lâu thì hai bạn quyết định gặp nhau? Ngay ngày hôm sau không? Không có hai ngày hôm sau, không có ngay ngày hôm sau được. Tại vì hai đứa ai cũng có công việc hết cho nên là cũng nhắn tin tiếp tục. Thì khoảng 2 tuần sau đó nữa thì mới hẹn gặp nhau. Giống như nhắn tin tiếp tục nói chuyện, coi cảm giác thế nào. Thì mình cảm nhận được là Hải cũng rất thích. Đó, thì cả hai đều thích nhau.
Rồi sau đấy là Nghĩa vẫn sử dụng cái bài là anh là trốn bình yên đúng không? Vẫn chụp hình. Đúng rồi, đi đâu, làm gì phải chụp hình. Hiệu quả quá trời. Rồi sau 2 tuần khi mà mình chờ đợi nhiều này, và anh nghĩ khi mà mình có cảm xúc với nhau nhiều á, mà chờ đợi nhiều á, là khi gặp nó nổ lắm. Có nổ gì vậy? Hình như không có nổ lắm. Chưa hả? Dạ chưa. Lúc đó là hai đứa hẹn gặp nhau ở một cái nơi ngắm hoàng hôn. Thì tại vì Nghĩa thì rất là thích ngắm hoàng hôn. Thì ở Sóc Trăng có một cái chỗ đó là người ta mới làm đường á, thành ra là không có nhà cửa mà chỉ có cánh đồng lúa thôi. Thành ra là mới hẹn Hải là đó ngắm hoàng hôn rồi ngồi nói chuyện. Thì nói chuyện xong cái Nghĩa mới quay qua hỏi Hải là hình như là anh thấy mình cũng hợp nhau đúng không em? Rồi Hải nói dạ em cũng thấy vậy. Cái đó là chị em làm Nghĩa của anh nha. Cái Hải dạ. Kiểu rồi. Hải có phải không? Dạ. Phải phải đấy không? Không hả? Sao? Đúng rồi, dạ, đây là. Đâu dạ sao dạ cho em coi. Đứa dạ sao đâu. Em dạ bình thường em nói dạ. Đó là đúng đó. Dạ, dạ hơi dài một xíu. Dạ. Rồi anh nghĩ là hai bạn phải rất là hạnh phúc khi mà trải qua cái giai đoạn đó. Cái dạ. Giây phút đó. Đúng rồi. Rồi sau khi mình tỏ tình thành công á thì sao nữa? Thì chuyện gì đến sẽ đến. Thì dạ. Chuyện gì nè? Trao nhau nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Ừ. Chỉ hôn thôi. Dạ đúng rồi. Hôn xong rồi đi về. Rồi lại ai về nhà nấy. Dạ, rồi lại chụp hình gửi nhau. Đúng rồi. Rồi xong rồi khoảng vài tuần sau nữa thì mới đi xa hơn một xíu. Vài tuần là mấy tuần? Và xa đến đoạn nào nè? Xa đến đâu nhỉ? Hải kể xem nào. Sao bây giờ cứ cười lẽn lẽn? Mắc cỡ lắm. Mắc cỡ. Cái cỡ hơn 2 tuần anh, hơn từ 2 tuần xong anh Nghĩa mới hỏi ý trước nghe. Mới là hỏi hỏi là em có muốn đi xa hơn không, hỏi là Nghĩa hỏi hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Hỏi là em có muốn quan hệ mình đi, mối quan hệ của mình đi xa hơn một chút nữa không? Có nghĩa là vừa xa mà lại vừa gần đó. Hải có hỏi là xa đến đâu không? Dạ không, nhưng mà là em mới hiểu ý, hiểu ý rồi. Lại xa hả? Dạ. Dạ. Rất là nhẹ nhàng. Sau đấy là qua nhà của Nghĩa à? Dạ không, không có nhà đâu không? Dạ. Tại nhà hơi xa, với phòng trọ thì nó kiểu hơi nhỏ, nó không có phù hợp cho cái buổi gặp gỡ lần đầu tiên. Cho nên là mình phải chọn một cái nơi thật là lãng mạn và ấm cúng. Cụ thể. Đúng rồi. Mình lớn cả rồi. Cụ thể là vào khách sạn. Okay. Đúng rồi. Khi mà mình ở gần với nhau á, không cái này nói đùa thôi, nhưng mà khi mà cái cảm giác gần gũi nhau á, hai bạn cảm thấy là thật sự bùng nổ không? Thật sự đúng không? Yeah. Tại vì mình có quá nhiều tình cảm với nhau. Ngay cả khi anh ngồi đây anh thấy hai bạn nói chuyện, kể về câu chuyện đó, anh cảm nhận được cái tình cảm đấy không? Nhiều đúng không? Yeah. Ổn đúng không Hải? Dạ ổn anh.